xin phép bác cho con được đón mấy em về. Mẹ, con chơi thêm chút đi. Không được đâu con, trễ rồi. Bây giờ thưa bà rồi thưa cô về đi nè. Thôi con về đi nha. Bữa nào á bà kêu cô Quyên qua xin phép chở con qua nhà bà chơi ha. Dạ. Con bà con về, con cho cô Quyên con về. Em về ngoan nha. Bữa nào á cô Quyên qua nhà của các em chơi nha. Dạ. Dạ thưa bác, chị về nha. Nè, mai mốt á Ken qua nhà bà chơi, bà sẽ nấu thiệt là nhiều món ngon cho Ken ăn để Ken mau lớn, chịu không? Dạ, nhưng mà con không với ông bà ngoại cách xa bà. Thì bà sẽ kêu cô Quyên xin phép để đón con qua nhà bà chơi, được không? Dạ. Mà nè, mai mốt á con ăn kem thì ăn ban ngày thôi nha. Đừng có ăn buổi tối như vậy, dễ bị đau họng lắm đó. Vậy đau họng có sao không bà? Đau họng thì không có sao hết á. Nhưng mà sẽ không được ăn những món ngon của bà nấu đâu. Dạ. Trời ơi, ăn chậm thôi con. Lem hết rồi nè. Tèm lem à. Dạ cảm ơn bà. Ở nhà mà ăn cũng hay tránh cho con vậy đó. Mẹ, đi đâu mà mẹ dặn đời mà? Mình sẽ đi đến một nơi thật là xa. Ở đó Ken sẽ có thiệt là nhiều bạn mới. Vậy mà ngay với ba Quang có đi, chỉ có ở chung với mình không mà? Chỉ có mẹ với con thôi. Hai mẹ con mình yêu thương nhau, vậy là đủ rồi đúng không nè? Không, Ken không cần bạn mới. Ken chỉ cần sống trong vui như một vui nhà đông, thiệt là đông như nhà của ông Mào, để có nhiều người chơi chung với con thôi. Nếu vậy mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chơi với Ken thiệt là nhiều luôn, con chịu không? Nhưng mà mẹ cũng phải đi làm nữa mà. Alo, con nghe nè mẹ. Sao rồi con? Quang nó có bị nặng không? Anh bị chấn thương ở chân. Bây giờ bác sĩ nói là phải nằm nghỉ ngơi và hạn chế đi lại một thời gian đó mẹ. Cái thằng này đi đứng kiểu gì không biết nữa. Cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng đó. À mà nè, ở đó con có gặp mẹ Quang không? Dạ, bác gái coi đến nhưng mà con chưa có gặp. Con cũng đã thăm anh Quang xong rồi. Chắc là bây giờ con dắt bé Ken về luôn. Ba với mẹ cứ yên tâm nha. Về cẩn thận nha con. Dạ. Dù thế nào đi nữa thì ba mẹ cũng luôn là người lo lắng cho mình nhất. Không thể vì những cảm xúc nhất thời mà quay lại với anh được. Sau này, người chịu thiệt thòi vẫn là ba mẹ của mình thôi. Dạ. Con chào bác. Chị ha. Xin phép bác cho con được đón mấy em về. Mẹ, con chơi thêm chút đi. Không được đâu con, trễ rồi. Bây giờ thưa bà rồi thưa cô về đi nè. Thôi con về đi nha. Bữa nào á bà kêu cô Quyên qua xin phép chở con qua nhà bà chơi ha. Dạ. Con bà con về, con cho cô Quyên con về. Em về ngoan nha. Bữa nào á cô Quyên qua nhà của các em chơi nha. Dạ. Dạ thưa bác, chị về nha.